Tôi thiết nghĩ rằng đây là video mà ai cũng cần phải xem và chia sẻ cho nhiều người được biết. Đây là một trong những cái loại cây chữa đột quỵ cực hay các bác ạ. Chữa luôn nha các bác nhá. Xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTT3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì trong chương trình video bài thuốc ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị một trong những cái loại cây mà trên tay tôi đây, là một trong những cái loại cây chữa những cái người bị những cái vấn đề như là đột quỵ, tai biến. Các bác có thể biết là những cái người bị đột quỵ tai biến xong mà có thể giữ được tính mạng ấy, thì thường là họ sẽ bị những cái vấn đề như là liệt nửa người, liệt chân tay, méo miệng, hoặc là thậm chí có những người nằm liệt tại một chỗ luôn. Bởi vậy mà đây là một trong những cái loại cây mà tôi đã chứng kiến, tận mắt tôi chứng kiến rất nhiều người ở khu vực của tôi sau khi mà dùng cái cây này thì đã có lại được sức khỏe, đi lại được, đi làm lại được, chân tay không còn bị tê liệt. Đây là một trong những loại cây rất tuyệt vời các bác nhé. Và những cái người bị đột quỵ sau khi mà bị tai biến xong là sử dụng ngay cái cây này thì rất là hiệu quả. Và các bác ơi, thực sự là tôi đã nhìn chứng kiến những cái người họ từ những cái việc là không nhấc được tay, đi lại không được mà cuối cùng họ đi làm lại được, thì quả là một trong những cái điều rất là tuyệt vời mà muốn chia sẻ đến bà con. Với những cái người nông thôn nghèo khó thì không đã bị đột quỵ thì tôi nói thật sự với các bác đã khó càng khó hơn. Thì hiện nay có cái loại thuốc chữa đột quỵ sau khi mà bị đột quỵ, bị tai biến xong, người ta tiêm, người ta cho uống thuốc, những loại thuốc rất là đắt tiền, thì những cái người này cũng có thể phục hồi được rất là tốt. Tuy nhiên những cái người nông thôn, những người điều kiện kém, thì điều kiện kinh tế kém, thì làm sao mà có tiền mua được cho bố mẹ, cho ông bà những cái loại thuốc quý, thuốc đắt tiền như vậy được. Và đây là một trong những cái loại cây, là một trong những cái loại giải pháp tôi cảm thấy nó quá là mong muốn là để chia sẻ đến quý cô bác anh chị, để cho quý cô bác anh chị có thể chia sẻ rộng rãi ra cho nhiều người được biết cái loại cây này, cái loại cây có thể giúp cho những cái người bị tai biến xong, đã từng bị tai biến, đã từng bị tê liệt thần kinh, và đặc biệt kể cả những cái người già bị cái dây thần kinh số 7, bị vấn đề về méo mặt méo miệng thì cũng sử dụng cái cây này các bác nhá. Và bây giờ tôi chỉ có một cây này thôi các bác ạ, chỉ duy nhất có một cây này thôi, rất là tuyệt vời, nên là rất là mong muốn là chia sẻ ngay để cho các bác có thể hiểu rõ hơn và biết nó. Và đây là cái loại cây mà các bác có thể tìm ở trên Google cũng có nhá, đó là cây ba trạc hoặc là cây ba ngạc ba. Ở chỗ tôi gọi là cây ngạc ba vì cái cây này nó ở trên rừng, nó là một cây dại, cây ngạc ba các bác nhé. Cây ngạc ba hay còn gọi là cây ba trạc, đây là một trong những cây rất tuyệt vời các bác nhé. Và tôi xin được chia sẻ đến các bác là cái cây này á, những cái người bị tai biến xong, bị tê liệt chân tay như thế xong nhá, mà về cứu chữa xong, về nhà rồi á, thì ta dùng cái cây này cho đun nước uống, đun nước cả cái cây này. Ta lấy cái cây, nếu có người ở chỗ nào mà rừng núi miền đồng quê như chỗ tôi này thì nó có cái cây này sẵn ấy, thì ta không dùng lá đâu, ta dùng cái cây của nó, ta băm ra, ta phơi lấy cái nước để uống. Thứ hai là dùng cả cái cây này, cả lá để tắm các bác nhá, để tắm là ta cứ lấy về sau đó là đun nước tắm thôi, và cây thân cây thì ta băm ra, ta phơi khô, rửa sạch phơi khô để đun nước uống. Đấy, thế thì bây giờ tôi xin được chia sẻ đến các bác xem thật kỹ cái cây này để biết rõ cái cây ngạc ba này các bác nhá. Đây là một trong những loại cây mà thực sự các bác cần phải xem, và các bác thấy video này rồi thì nhớ là chia sẻ ngay, chia sẻ cho nhiều người được biết, chia sẻ cho bà con, và kể đem câu chuyện các bác hôm nay xem được ở video này kể cho nhiều người, để cho nhiều người có thể nhận biết được là cái cây ngạc ba, cái cây trạc ba là cái cây mà nó dạy rất là tốt như thế. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi xem kỹ cái loại cây ngạc ba này, từ những cái lá cũng như là từ những cái chi tiết nhỏ từ cái thân cây của nó nhé. Thì thưa với lại các bác, thì đây là cái cây ba trạc, cây ngạc ba. Thì các bác có thể thấy này, mỗi một cái lá của nó nhá, các bác có thể thấy là cứ mỗi một cái lá của nó là có ba cái lá. Mỗi một cái cành lá, đầu lá của nó như này này, các bác nhìn nhá. Đây, mỗi một cành đầu lá là có ba lá này. Đấy, và cái thân cây ấy, thân cây thì là loại hệ thân cây gỗ nhá. Cây gỗ cao to nhá. Cây này là cây loại thân cây gỗ cao to. Đặc biệt ấy là cái đoạn mấu này, những cái đoạn này nó cũng thành ba trạc này. Đấy, nó thành ba trạc, đây là lá mọc này. Đấy, thì thành ba trạc. Và cái này nó bị chỗ này nó móp lại này các bác nhìn thấy không? Đấy, nó dẹp lại, ở giữa thân cây thì nó tròn. Đấy, giữa thân cây thì nó tròn. Và trên này những cái đoạn ấy thì nó thành vuông vuông. Đó, các bác lưu ý là như thế. Và cái lá ấy, lá thì mọc đối xứng nhau. Đấy, cái phán lá thì mọc đối xứng nhau, và mỗi một cái tán lá ra ấy là có ba cái lá.
ba cái lá này này. Đấy, cây bạc chạc ba là có ba cái lá này, rất hay luôn các bác ạ. Cái cây này chữa ấy rất là hay đấy. Đây thế còn cái vân lá này, các bác để ý kỹ này, các bác xem nhá, các bác xem kỹ này. Cái vân lá, lá trên mặt lá xanh xanh thẫm, bên dưới thì là xanh xanh nhạt, bên dưới là xanh nhạt đó, bên dưới xanh nhạt, và có những cái vân lá này các bác nhìn này. Đấy, nó có những vân lá này đấy, tía như thế đấy, nó có cái vân lá như vậy đó, rất là hay, rất là hay các bác nhá. Cái cây này rất là hay luôn đấy. Thì cái lá của nó cũng nhẵn, lá nhẵn, mặt lá nhẵn đấy. Thế còn cái gì nữa nhỉ, còn cái gì để cần phải chia sẻ đến các bác nhỉ? Thì cái cành nó mọc như thế này này các bác này, đó, cành nó mọc đối xứng nhau, cành mọc đối xứng các bác nhá. Thì còn cái gì để chia sẻ cho các bác, để cho các bác có thể là nắm rõ cái cây này rồi. Cái lá các bác ạ, cái đặc điểm là cái nhận dạng ấy, là cái lá của nó ba chạc, là thành ba cái lá, và cái thân cây của nó chỗ nào cũng thế, nó mọc là nó mọc hai cái lá đối xứng và mọc cái cành giữa, cứ mọc hai lá đối xứng và mọc cành giữa, nó thành ba chạc như vậy, cứ ba chạc như vậy các bác nhá. Đó, thế thì cái chỗ nào của nó cũng ba chạc thì đó là cây ba chạc này rồi. Thì đây là một trong những loại cây rất tốt các bác nhá. Đấy, thế thì chia sẻ các bác như vậy, các bác nào mà thấy có thì có thể chụp hình ảnh, hoặc là bác nào hiểu rõ về cây này, biết rõ về cây này thì có thể là chia sẻ lại cho bà con, cho những người khác ở dưới cái phần bình luận của cái mô tả, bình luận của cái video này các bác nhé, để cho nhiều người có thể biết về cây này. Vâng, và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì tôi một lần nữa kêu gọi quý cô bác anh chị hãy chia sẻ cây này, hãy chia sẻ cái kinh nghiệm của cái tác dụng của cây này, cây ba chạc này. Và nếu như bác nào có hiểu rõ hơn và biết nhiều cái tác dụng của nó nữa thì có thể là comment bình luận ở phía dưới video này. Thực tế là tôi đã thấy quanh khu vực của tôi đã mấy người liền sử dụng cây này, đã có lại những cái phục hồi rất tuyệt vời. Nên là các bác nào mà thấy video này nhớ là hãy chia sẻ ngay cho bà con, cho nhiều người được biết các bác nhé. Thưa với lại quý cô anh chị, thì trên đây tôi vừa chia sẻ đến các bác cái tác dụng của cái cây ba chạc hoặc là cây ngạc ba trong cái việc là chữa trị cái triệu chứng, chữa trị những cái vấn đề như là bị tai biến mạch máu não, sau đó bị tê liệt, bị liệt người, liệt nửa người hay liệt các thứ, thì các bác sử dụng cây này tắm và uống, các bác nhớ nhá. Và rất là đơn giản, sử dụng như thế thôi, không có gì là khó cả, cây này ba chạc. Và nếu như các bác cảm thấy video có hữu ích, kênh có ý nghĩa thì đừng quên là chia sẻ nó, cũng như là nhấn vào nút đăng ký và nút chuông. Và vì tôi sẽ còn quay trở lại với lại cứu cô bác anh chị với rất nhiều những video bổ ích khác nữa, và tôi nhớ là hãy theo dõi, tôi sẽ quay trở lại luôn luôn mỗi ngày 2 video, lúc buổi trưa là 10 giờ và lúc buổi chiều là 6 giờ tối, có nghĩa là 18 giờ chiều. Và hy vọng rằng các bác sẽ đồng hành cùng kênh, và nếu các bác cảm thấy có điều gì muốn chia sẻ, cũng muốn như là đóng góp ý kiến với kênh, với tôi, để cho kênh có thể ngày càng phát triển tốt hơn, thì cũng rất là mong nhận được những cái lời đóng góp của quý cô bác anh chị. Và bây giờ thì tôi xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những cái video lần sau ạ.